Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Lời căn dặn của bác Hồ đã và luôn là kim chỉ nam đối với công nhân cán bộ ngành than trong quá trình xây dựng và phát triển của mình. Với những phong trào thi đua thiết thực, bám sát với thực tiễn hoạt động đã giúp ngành than ngày càng có thêm nhiều những cá nhân điển hình tiên tiến. Trong đó, thợ lò Lê Văn Biên là một trong những tấm gương tiêu biểu của than thống nhất nói riêng và ngành than nói chung trong thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất. Xuất phát từ yêu cầu tăng năng suất, sản lượng của phân xưởng, thợ lò Lê Văn Biên, phân xưởng khai thác 7 công ty than thống nhất, đã chủ động đề xuất ý tưởng và trực tiếp thực hiện việc chống xén cải tạo lò thượng thông gió cánh nam khô lộ trí. Đây là một trong số rất nhiều sáng kiến nhằm hợp lý hóa sản xuất, giúp nâng cao công tác an toàn do thợ mỏ Lê Văn Biên đề xuất thực hiện. Để có được những đề xuất đó, thợ lò Lê Văn Biên luôn khắc ghi sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn việc thi đua yêu nước với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Luôn luôn cố gắng là phải đạt được cái ngày đủ ngày công, đủ cái năng suất, tìm tòi, học hỏi để có những cái sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giúp giảm được cái sức lao động và tăng cái thu nhập. Thì thu nhập của tôi là cũng mức bình quân là 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 trên trên 30 triệu đồng một tháng. 13 năm gắn bó với nghề mỏ, cũng là chừng ấy năm, thợ lò Lê Văn Biên luôn được lãnh đạo phân xưởng tin tưởng, gửi gắm những nội dung công việc khó, đòi hỏi tay nghề cao, đồng thời giao hướng dẫn kèm cặp những công nhân mới vào. Đóng góp của những cá nhân như thợ lò Lê Văn Biên cùng sự quan tâm nhân rộng những phong trào thi đua cá nhân điển hình tiên tiến đã giúp than thống nhất luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tôi thì làm việc với đồng chí Biên thì nói chung là rất là tự hào và vì bên cạnh của mình luôn là một người có dày dặn kinh nghiệm, một người giỏi để chúng tôi luôn là một cái tấm gương để chúng tôi noi theo. Thông qua các phong trào thi đua do công ty than thống nhất phát động như thi đua hoàn thành kế hoạch tháng, quý, năm, tự chủ công tác an toàn vệ sinh lao động, dành ngày công năng suất lao động cao trở thành cá nhân tiêu biểu xuất sắc, quý, năm, lao động giỏi, thu nhập cao, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã giúp than thống nhất ngày càng có thêm nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến như anh Lê Văn Biên. Triển khai đồng bộ tất cả các cái biện pháp để các cái phong trào thi đua, trong đó vẫn chú trọng vào cái phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Tìm Tôn Vinh các cái điển hình tiên tiến và từ đó để có thể lan tỏa được đến các cái tập thể, các cái cá nhân và song song với các cái biện pháp hỗ trợ công ty để có nhiều các cái tấm gương điển hình tiên tiến như anh Lê Văn Biên. Bằng nhiều đóng góp và cống hiến với nghề, thợ lò Lê Văn Biên đã được Đảng, nhà nước tặng nhiều bằng khen và giải thưởng cao quý. Vừa qua tại hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc, thợ lò Lê Văn Biên vinh dự là một trong 700 điển hình tiên tiến toàn quốc được vinh danh